Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật shop Fresh House địa số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt và tôi là Bùi Huy. Ở clip này tôi muốn truyền đạt đến cho các bạn hai nội dung. Nội dung thứ nhất là tôi muốn trả lời cho mỗi câu hỏi mà đa số khách hàng khi nghĩ về cái hàng nội địa Nhật hay là hàng Nhật bãi về Việt Nam thì đều có chung một cái câu hỏi như vậy, một cái suy nghĩ như vậy. Nội dung thứ hai là tôi muốn mang đến cho bạn những món quà, quà tặng các bạn. Nếu gọi là quà tặng chắc chắn là free rồi đúng không ạ? Đấy, cái nội dung thứ hai mới là cái nội dung thú vị. Thì chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên. Đấy là tôi sẽ trả lời một câu hỏi rất là lớn mà đa số khách hàng đều có cái thắc mắc chung và đều có một cái suy nghĩ chung. Đấy chính là câu hỏi gì? Tôi biết được rằng là đa số khách hàng mà khi đi mua hàng nội địa Nhật đấy, hay là còn gọi là hàng Nhật bãi đấy, thì các bạn sẽ có một cái suy nghĩ chung là như ở Việt Nam, cái đồ mà người ta đang dùng ấy thì chắc chắn là hỏng thì người ta mới bỏ. Chứ còn nếu mà đang mà dùng bình thường ấy thì không ai người ta bỏ đi làm gì cả, đúng không ạ? Đấy. Thì cái hàng nội địa Nhật này cũng vậy, quan trọng là nó hỏng cái gì thôi. Thì khi mà có một cái suy nghĩ như vậy sẽ dẫn đến hai cái phân khúc khách hàng. Đấy, khách hàng mà khó tính thì khách hàng sẽ không mua nữa, đúng không ạ? Thôi, hỏng là không mua rồi, về không may nó hỏng nữa thì sao, đúng không ạ? Có một cái phân khúc khách hàng nữa thì xòe xòa hơn, dễ tính hơn, thì nghĩ là thôi đi mua, nhưng cố gắng làm sao mà chọn phải, cố gắng là hên xui mà bảo cái đơn vị bán ấy nó chọn cho mình được một con mà nó lỗi nhẹ thôi, thì về khắc phục đi dùng vẫn tốt, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta vẫn rất là lăn tăn khi chúng ta đi mua hàng nội địa của Nhật. Thì ở clip này tôi sẽ giải thích cho bạn là nguồn hàng cũ từ Nhật về nó sẽ có các nguồn hàng như thế nào. Đấy, và chúng ta có thể yên tâm để sử dụng nó hay không. Đấy, thì khi các bạn mà lắng nghe thì các bạn sẽ hiểu được bản chất của nó, các bạn sẽ yên tâm hơn. Những cái tôi giải thích thì đều có căn cứ. Nếu như các bạn mà có người nhà, con em mà đang học sinh sống tại Nhật Bản ấy, các bạn hỏi, các bạn sẽ thấy là những cái tôi giải thích cho các bạn là đúng. Thì tôi giải thích cho các bạn như thế này. Những cái nguồn hàng mà cũ từ Nhật về đấy, mà chúng ta có để chúng ta mang về đây, thì nó có các cái nguồn gốc khác nhau. Thứ nhất là chắc chắn rồi, là có nguồn gốc mà hàng cũ hỏng, người ta không dùng nữa, người ta bỏ đi. Đấy, bỏ ra ngoài bãi rác. Thì một số đơn vị sẽ thu gom lại và mang về Việt Nam. Đấy là một nguồn gốc. Nguồn gốc thứ hai là ở bên Nhật ấy, họ hay cho thuê nhà các bạn ạ, chứ không phải là họ an cư lập nghiệp như mình. Đấy, đa số là họ hay thuê nhà. Ví dụ hôm nay tiện công việc ở đâu thì họ sẽ thuê nhà để họ ở đấy. Ví dụ như hôm nay họ nhận công việc ở Hà Nội, họ sẽ thuê nhà, sau đấy thuê một cái nhà trống ấy và họ mua đồ và họ ở. Sau đấy là một tháng sau hay là một năm sau họ phải chuyển công tác xuống Quảng Ninh chẳng hạn, nên họ sẽ xuống đấy họ ở và họ lại thuê nhà và sau đấy là họ lại mua đồ mới. Đấy, chứ họ không mang ở đồ ở Hà Nội xuống đây được, vì là ở bên Nhật có một cái đặc điểm là vận chuyển nó rất là đắt, nó không thể thuận tiện như mình. Đấy, và người ta mua mới sẽ thuận tiện hơn, được siêu thị trợ giá. Siêu thị trợ giá thì họ sẽ thu mua lại luôn cái đồ mà người ta đang dùng đấy và họ trợ giá. Sau đấy là chúng tôi sẽ đi mua lại cái đồ đấy. Đấy là một cái nguồn thứ hai. Cái nguồn thứ ba là chúng tôi sẽ mua cái đồ ở từ siêu thị, nghĩa là mua đồ trưng bày của siêu thị đấy. Đấy là ba cái nguồn. Đấy, thì cái nguồn hàng bãi là cái nguồn mà rất nhiều năm trước ở thị trường Việt Nam chúng ta đã làm rồi. Đấy, đấy là cái lý do mà khi nói đến hàng Nhật, người ta nói là hàng Nhật bãi là vì như vậy, đi vào tiềm thức rồi. Đấy, nhưng đến ngày hôm nay thì không những mình tôi mà thị trường đều đang chuyển dần sang cái nguồn hàng là cái nguồn hàng mà người ta chuyển nhà, người ta bỏ lại đấy, chứ không phải dùng cái nguồn hàng bãi như ngày xưa nữa các bạn ạ. Đấy, vì cái chi phí vận chuyển nó rất là đắt. Đấy là cái nguồn hàng. Đấy, thì cái nguồn hàng bãi đấy, tôi làm hàng Nhật này thì được đến đây là bằng hơn 8 năm rồi. Thì tôi chỉ làm cái nguồn hàng bãi khoảng hơn 2 năm đầu tiên thôi. Đấy, những ai, những khách hàng mà đã theo tôi hơn 8 năm thì đều biết là cơ sở đầu tiên của tôi là tôi làm ở ngõ 81 đường Lạc Long Quân. Thì ở cơ sở đấy ấy, khách hàng đến mua đã biết là gì ạ? Là cái hàng của nó đúng chất hàng bãi và các bạn thấy rất xấu, đúng không ạ? Thế nhưng mà sau hơn 1 năm thì tôi đã thay đổi hoàn toàn, là đi tìm cái nguồn hàng như hiện nay và ngày càng hoàn thiện hơn cái nguồn hàng để khách hàng có một cái nguồn hàng tốt hơn, dùng để xứng đáng với cái đồng tiền khách hàng bỏ ra. Và đến ngày hôm nay thì các bạn đến kho Nhật Bùi Huy, các bạn biết là một nguồn hàng rất là đặc thù, là một nguồn hàng mua đấu giá. Đấy, hàng đấu giá chính là cái hàng mà chưa qua bãi, mua trực tiếp từ nhà dân về. Đấy, đấy là cái nguồn hàng đấu giá. Thế nên là khi các bạn đi mua, các bạn đừng nghĩ là hoàn toàn cái nguồn hàng ở Nhật về là cái hàng bị hỏng các bạn nhé. Đấy.
Nguồn hàng chính mà kho hàng Nhật Bùi Huy mang về đấy chính là nguồn hàng mua đấu giá. Đấy là lý do mà tại sao mà khi tôi bán một cái sản phẩm bất kỳ ra thị trường, tôi tự tin cam kết là hàng nguyên bản, không qua mông má, không qua sửa chữa. Đấy, nên là các bạn có thể yên tâm để mua sắm các bạn nhé. Rồi, đấy là giải thích như một chút về cái nguồn hàng để các bạn yên tâm hơn khi chúng ta đi chọn mua hàng nội địa của Nhật. Vì cái khoản tiền chúng ta bỏ ra không hề nhỏ. Có những cái tủ lạnh, những cái máy giặt lên đến 20, 30, thậm chí là 40 triệu. Đấy, nên chúng ta bỏ ra một khoản tiền lớn thì chúng ta phải cảm thấy là yên tâm, tự tin, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến nội dung thứ hai là nội dung quà tặng. Đó. Quà tặng là đợt trước thì là tôi đã có một đợt tôi lấy về hơn 500 cái thìa, cái muôi múc cơm ấy của Nhật để làm quà tặng cho khách hàng. Thì đợt này tôi cũng làm hơn 500 cái mũ bảo hiểm, 550 cái mũ bảo hiểm. Đấy. 550 cái mũ bảo hiểm để làm quà tặng cho khách hàng. Những khách hàng mà đã từng mua hàng Nhật tại kho Nhật Bùi Huy có thời gian thì các bạn hãy ghé qua cửa hàng kho chơi một chút hoặc là có thể xem hàng và chúng ta sẽ nhận quà tặng nhé. Quà tặng của chúng ta đấy chính là một cái mũ bảo hiểm. Đấy, mũ bảo hiểm mà do tôi đặt nhà máy sản xuất nên chất lượng chúng ta yên tâm để sử dụng chứ không phải những cái mũ lưỡi chai kém chất lượng đâu. Rất là nhiều các bạn, hơn 500 cái. Đây, xung quanh tôi các bạn thấy ngập tràn mũ bảo hiểm luôn. Đấy, rất là nhiều. Những cái mũ bảo hiểm này thì được làm rất là chắc chắn các bạn ạ. Họ làm một cái lớp xốp rất là dày. Nhựa này cũng bằng vật liệu tốt nên là chúng ta có thể đảm bảo an toàn khi chúng ta tham gia giao thông. Đấy. Nên là các bạn về thiết kế cũng rất là đẹp. Có một hình cái cờ Nhật ở đằng trước này. Đấy, mang đặc trưng của hàng nội địa của Nhật. Tôi rất thích những cái đồ của Nhật nên là cái mũ này tôi đặt chất lượng cũng rất là tốt. Nên các bạn có thể yên tâm để các bạn đội sử dụng để tham gia giao thông. Đấy, thì hiện tại bây giờ quà tặng đang có sẵn tại kho Nhật Bùi Huy ở số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt rồi. Các bạn có thể đến để xem hàng trực tiếp. Quà tặng thì không ship các bạn nhé. Quà tặng không ship. Nếu như mà những khách hàng đặc biệt mà đã gắn bó với kho Nhật Bùi Huy 57 năm nay rồi thì hãy gọi điện cho tôi sẽ ship. Đấy, tại vì tất cả những khách hàng mà thân quen 575 rồi thì tôi đều có lưu lại số điện thoại hết. Thì những khách hàng đặc biệt thì tôi sẽ ship. Còn lại là bình thường thì chúng ta hãy chịu khó một chút. Đấy, chúng ta tiện việc chúng ta tạt qua kho Nhật Bùi Huy tại số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt để chúng ta có thể nhận quà tặng các bạn nhé. Các bạn có cái câu hỏi gì về hàng nội địa của Nhật mà cần giải đáp thì các bạn có thể comment xuống bên dưới. Tôi sẽ làm clip để tôi phân tích giải đáp cho các bạn để các bạn yên tâm hơn khi chúng ta chọn mua hàng nội địa của Nhật. Quan trọng nhất ở đây chúng ta hướng đến vẫn là chất lượng các bạn nhé. Những cái khác thì tính sau. Đấy, giá này rồi tất cả mọi thứ khác sẽ tính sau và chúng ta sẽ đặt chất lượng lên đầu tiên. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm ủng hộ kho Nhật Bùi Huy trong suốt nhiều năm hoạt động vừa qua và rất mong là những năm tiếp theo này các bạn sẽ luôn luôn quan tâm ủng hộ đóng góp ý kiến để cho kho Nhật Bùi Huy sẽ hoàn thiện hơn về dịch vụ, hoàn thiện hơn về chất lượng sản phẩm. Đấy, để ngày một mang lại cho khách hàng được những cái dịch vụ tốt nhất cũng như là sản phẩm tốt nhất. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.